Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bản tin y tế sẽ có những tin chính sau. Thời điểm giao mùa, người dân nên cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết và các bệnh về mắt. Cảnh báo trẻ chơi trong nhà bóng có nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Mục thầy thuốc với người bệnh là những điều lưu ý về bệnh viêm màng não mủ. Bài thuốc chữa chóng mặt ù tai do suy nhược cơ thể sẽ có trong mục cẩm nang y học. Cuối chương trình, câu chuyện y tế sẽ kể về những điều dưỡng là nam giới. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Bệnh sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa mưa và có thể gây các biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh. Thống kê tới hết tháng 4 năm 2019, Hưng Yên có 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương. Các ca bệnh đều được kiểm soát tốt, bệnh nhân hồi phục, không gây ra biến chứng. Các bác sĩ cảnh báo, thời điểm hiện tại miền Bắc đã bước vào mùa mưa là điều kiện cho muỗi vằn phát triển mạnh. Đây là loài trung gian truyền bệnh khiến bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch. Để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, người dân cần tránh bị muỗi đốt bằng các biện pháp ngủ màn, tiêu diệt muỗi và loang quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, phun hóa chất diệt muỗi khi cần thiết. Thời điểm giao mùa xuân hè các năm 2016-2017, tại tỉnh ta đã bùng phát dịch bệnh viêm kết mạc cấp hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ. Năm nay, tuy số lượng người mắc bệnh chưa có xu hướng tăng nhiều, nhưng người dân cũng nên hết sức cảnh giác với căn bệnh này. Gần đây, mỗi ngày khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt tỉnh Hưng Yên tiếp nhận khám cho khoảng hơn 70 người. Ngoài bệnh về đục thủy tinh thể thì cũng đã xuất hiện các bệnh nhân bị viêm kết mạc cấp và mộng quặm. Theo nhận định của các bác sĩ thì lượng bệnh nhân viêm kết mạc cấp thời điểm giao mùa xuân hè năm nay chưa tăng đột biến. Nhưng người dân nên hết sức cảnh giác vì khi bệnh xuất hiện nếu không có biện pháp phòng ngừa, vệ sinh hợp lý thì rất có thể lan rộng thành dịch. Đặc biệt là bệnh do virus adeno gây nên chiếm 80% các ca mắc bệnh. Mặc dù đây là một căn bệnh mang tính lành tính, nhưng nếu như không được phát hiện, xử lý, điều trị kịp thời và đúng cách thì vẫn có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm. Ví dụ như là viêm loét giác mạc, và những cái này có thể dẫn đến cái tình trạng mù lòa vĩnh viễn, thị lực không hồi phục. Chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con chúng ta là hàng ngày nên sử dụng những cái vật dụng cá nhân riêng, không nên dùng chung. Chúng ta nên rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý, nước natri clorid 0,9%. Gần đây ngày càng có nhiều cặp vợ chồng bị vô sinh thứ phát, sau khi có con rồi thì lại bị vô sinh, không thể sinh con tiếp theo ý muốn. Năm 2018, khoa hỗ trợ sinh sản và sàng lọc trước sinh, bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên khám cho khoảng trên 600 bệnh nhân bị vô sinh hiếm muộn, trong đó có tới 30% là vô sinh thứ phát. Điều đáng nói, vô sinh thứ phát hiện nay xảy ra với cả nam giới. Các bác sĩ cho biết điều trị vô sinh thứ phát không khó, tuy nhiên chi phí cho mỗi lần điều trị khá tốn kém. Để hạn chế vô sinh thứ phát, các cặp vợ chồng nên quan hệ tình dục an toàn, tránh các bệnh lây nhiễm và những hoạt động ảnh hưởng tới khả năng sinh tinh ở nam giới. Với phụ nữ, không nên lạm dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài, có thể khiến buồng trứng bị ức chế, không hoạt động. Thời tiết diễn biến thất thường khi nắng khi mưa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây viêm da phát triển. Tại khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, lượng bệnh nhân mắc các bệnh như viêm da cơ địa, viêm da dị ứng, chốc lở tăng 20% so với thời điểm trước. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là người cao tuổi. Đây là các bệnh lành tính nhưng gây ngứa ngáy khiến bệnh nhân gãi chảy máu, có thể gây biến chứng các bệnh khác. Các bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh, mọi người nên mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên tẩy trùng nơi ở, nơi làm việc bằng các dung dịch sát khuẩn. Thưa quý vị, nhà bóng là địa điểm vui chơi rất được yêu thích của trẻ nhỏ mỗi khi được bố mẹ cho đi chơi. Tuy nhiên, thực tế nơi đây lại là môi trường sinh sôi của nhiều vi khuẩn độc hại. Theo khảo sát tại thành phố Hưng Yên, rất dễ để tìm được nhà bóng cho trẻ vui chơi như tại các điểm vui chơi ở đường Phạm Bạch Hổ, đường Tô Hiệu hay một số hàng ăn trên đường Nguyễn Lương Bằng. Khu nhà bóng thường thu hút sự chú ý của rất nhiều trẻ nhỏ. Nhà bóng giúp trẻ nô đùa thoải mái, nhưng thực tế nó thường bị nhiễm bẩn bởi bụi, thức ăn mà trẻ nôn ra, thậm chí có cả phân, nước tiểu, đa phần đều không được vệ sinh thường xuyên. Vì vậy, đây là môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn độc hại sinh sôi. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, đã phát hiện hơn 31 loại vi khuẩn nguy hiểm trong các nhà bóng mà trẻ con hay chơi.
Các vi khuẩn này khiến các bé chơi trong đó có nguy cơ cao lây nhiễm các bệnh từ nhiễm trùng bàng quang, nhiễm trùng da, nhiễm nấm đến các tình trạng có thể gây chết người như suy hô hấp, nhiễm trùng niêm mạc tim, nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm màng não. Thưa quý vị, viêm màng não mủ hay còn gọi là viêm màng não nhiễm khuẩn được lý giải là hiện tượng viêm của các màng bao bọc quanh hệ thần kinh trung ương do sự hiện diện của các vi khuẩn gây bệnh trong khoang dịch não tủy. Đây là bệnh khá nguy hiểm, nếu không kịp thời xử lý, nó có thể gây biến chứng nhanh và khiến trẻ tử vong. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về căn bệnh, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Đào Thúy Đạt, khoa Nội Nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Xin chào bác sĩ ạ. Rất vui được gặp bác sĩ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết bệnh viêm màng não mủ là gì ạ? Cái bệnh viêm màng não mủ thì đúng như tên gọi của nó ấy. Tức là cái bệnh mà nó gây nên cái hậu quả cuối cùng ấy là trong cái màng não của bệnh nhi ấy, thì là nó sẽ có mủ. Bệnh này thì thực ra là nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ cái hệ thần kinh trung ương, cái màng não của em bé này và cái tủy sống của em bé này nó được bao quanh bởi mủ. Vì thế nên là nó rất là nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của em bé, tỷ lệ tử vong khá là cao, tỷ lệ biến chứng khá là nhiều. Vậy khi trẻ bị viêm màng não mủ thì sẽ có những dấu hiệu cũng như triệu chứng như thế nào thưa bác sĩ? Thường thì chúng tôi sẽ gặp là những cháu mà dưới 3 tháng thì có thể là vào viện với tình trạng là trẻ nó quấy khóc hơn bình thường, nó kích thích hơn bình thường. Một số trẻ thì có thể sốt cao, nhưng một số trẻ thì lại không sốt cao mà lại hạ nhiệt độ. Đấy, một số trẻ thì có thể nôn nhiều này, ăn uống kém này, rối loạn tiêu hóa này, có thể là ỉa lỏng nhiều này, hoặc táo bón này. Ngoài ra thì còn có thể có các cái biểu hiện thần kinh, ví dụ như là co giật này, đấy, hoặc là ban ở trên da này. Đấy. Thế còn với những cái trẻ lớn hơn, những trẻ trên 3 tháng ấy thì biểu hiện của em bé nó có thể rõ ràng hơn, nhưng thường là vào viện trong chúng tôi trong cái bệnh cảnh là trẻ đấy, trẻ sốt rất là nhiều, sốt rất cao, có biểu hiện thần kinh, ví dụ như là em bé nó sẽ co giật này, hoặc là nó quấy khóc rất nhiều, một số trẻ thì kêu đau đầu, một số trẻ thì còn có thể có biểu hiện là trên da, ví dụ như là ban ở trên da này, hoặc là một số trẻ này có biểu hiện đường tiêu hóa, ví dụ như là nôn nhiều hoặc là ăn uống kém. Rồi là bị táo bón. Đấy, mà nôn ấy thì có một đặc điểm là nôn rất là kinh khủng, tức là trẻ nó nôn vọt một cái ra. Vậy nguyên nhân gây bệnh viêm màng não mủ là gì thưa bác sĩ? Cái nguyên nhân mà gây nên viêm màng não mủ này là do vi khuẩn. Thế và cái vi khuẩn này bọn tôi sẽ khu trú theo cái độ tuổi, ví dụ như dưới 3 tháng thì có thể gặp liên cầu nhóm B này, rồi Listeria, rồi E. coli này. Đấy là những căn nguyên mà chính nhất thường gặp. Còn này, những trẻ mà lớn hơn 3 tháng thì có thể là phế cầu này, rồi viêm màng não này, do não mô cầu này. Khi trẻ bị viêm màng não mủ thì sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ? Thế thì viêm màng não mủ thì chúng tôi sẽ dựa theo cái độ tuổi của em bé thì chúng tôi khu trú. Và cái thứ hai là chúng tôi sẽ dựa vào từng cái bệnh cảnh chính của em bé để mình có các biện pháp. Thế nhưng mà lựa chọn đầu tiên của chúng tôi phải là kháng sinh. Và kháng sinh là sẽ lựa chọn theo cái tỷ lệ hay gặp nhất của trong cái độ tuổi đấy của em bé. Thế ngoài ra thì cũng cần phải có các biện pháp khác, ví dụ như là nâng cao thể trạng này, thế rồi là chống suy hô hấp này, chống tăng áp lực nội sọ này, rồi là chống các biến chứng dày dính màng não. Có một lời khuyên ấy thì là nếu mà em bé mà thấy có bất cứ một cái biểu hiện gì mà nó bất thường ấy thì nên cho em bé đi khám sớm. Cuối cùng thì bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên để giúp các bậc phụ huynh có thể phòng chống bệnh viêm màng não mủ ở trẻ ạ. Bây giờ mình có vaccine ấy, ví dụ như là HI này, rồi phế cầu, não mô cầu ấy, là những cái căn nguyên mà mình có vaccine rồi thì nên cho em bé đi khám sớm, tiêm phòng theo cái lịch của các bác hướng dẫn. Và ngoài ra thì cái bệnh viêm màng não mủ này thì nó có thể làm cho cái hệ miễn dịch của em bé nó yếu đi và nó sẽ làm cho chính cái em bé của mình bị nhiễm thêm các cái bệnh khác nữa. Vì thế nên là cái chế độ ăn uống thì đầu tiên là mình phải cố gắng làm sao là ăn chín uống sôi. Đấy, với các cái bé mà quá bé thì mình phải cố gắng làm sao đủ dinh dưỡng bằng cách là nếu em bé nó mệt nó không bú được thì mình phải cho em bé là vắt sữa đủ thìa này. Đấy, rồi là mình kích thích, mình vận động, mình làm sao để kích thích cho em bé nó ăn được cái lượng dinh dưỡng, nó phải đảm bảo được cái nhu cầu dinh dưỡng của em bé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi rất hữu ích này ạ.
Thưa quý vị và các bạn, trong chúng ta chắc chắn ai cũng đã từng một lần bị hoa mắt, chóng mặt, cảm thấy choáng váng và đôi lúc là ù tai. Khi bị như vậy, thường khiến nhiều người nghĩ đến bệnh thiếu máu. Tuy nhiên, hoa mắt, chóng mặt còn là triệu chứng của nhiều bệnh lý về tim mạch, thần kinh, các rối loạn về tâm lý. Trong mục Cẩm nang y học tuần này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc Oai, trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa Phố Nối sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc chữa chứng chóng mặt ù tai do suy nhược cơ thể, huyết áp thấp. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thì chúng ta gặp rất nhiều bệnh nhân có các triệu chứng người mệt mỏi, ăn kém, ngủ kém, hoa mắt, chóng mặt mà chúng ta thường gọi là suy nhược cơ thể. Nhưng trong y học cổ truyền chúng tôi thường gặp cụ thể ở trên các bệnh nhân đó là tỳ vị khí hư và huyết áp thấp. Triệu chứng gây bệnh nhân là đứng lên ngồi xuống, hoa mắt, chóng mặt nhiều. Thế thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bài thuốc bổ trung ích khí có tác dụng thăng dương bổ khí để giúp nâng chính khí của cơ thể và tăng cường sức khỏe cho người bệnh. Bài thuốc gồm thành phần các vị như sau. Thứ nhất là nhân sâm. Từ 10 đến 12 gram. Nếu không có nhân sâm thì chúng ta có thể dùng đảng sâm. Liều lượng có thể tăng hơn là từ 12 đến 14 gram. Vị thứ hai là vị hoàng kỳ. Vị thuốc hoàng kỳ này là chúng ta dùng trích hoàng kỳ, tức là hoàng kỳ tẩm mật ong và chúng ta sao, khác với lại hoàng kỳ sống. Liều lượng từ 10 đến 12 gram. Vị thuốc thứ ba là vị thuốc đương quy. Liều lượng cũng từ 12 đến 14 gram. Vị thuốc thứ tư là vị thuốc bạch chuột. Liều lượng cũng từ 12 đến 14 gram. Liệu vị thuốc thứ năm là vị thuốc cam thảo, liều lượng là 6 gram. Vị thuốc thứ 7 là vị thuốc trần bì, tức là vỏ quả quýt phơi khô, vỏ quýt chín, liều lượng 6 gram. Vị thuốc thứ 8 là vị thuốc xài hồ. Ở đây chúng ta dùng xài hồ Bắc, liều lượng là 6 gram. Trong cảm thì chúng ta dùng xài hồ Nam, còn trong trường hợp suy nhược cơ thể thì chúng ta dùng xài hồ Bắc. Vị thuốc tiếp theo là vị thuốc thăng ma, liều lượng là 8 gram. Và vị thuốc tiếp theo nữa là đại táo, liều lượng từ 12 đến 14 gram. Và chúng ta dùng một củ gừng tươi, thông thường thì chúng ta dùng 3 lát gừng. Tất cả các vị thuốc này chúng ta cho vào ấm, đổ 3 bát nước, sắc cạn còn 1 bát, uống lúc ấm và uống sau bữa ăn. Tác dụng của các vị thuốc như sau. Vị thuốc hoàng kỳ cùng với nhân sâm, bạch chuột, cam thảo là để kiện tỳ ích khí, nâng sức đề kháng của cơ thể. Vị thuốc đương quy có tác dụng là bổ huyết. Vị thuốc trần bì là để kiện tỳ lý khí. Vị thuốc xài hồ và thăng ma phối hợp để giúp các vị thuốc của chúng ta là thăng bổ dương khí, và sinh khương và đại táo là để điều hòa các vị thuốc và có tác dụng kiện tỳ. Bài thuốc này thì áp dụng chung cho các trường hợp người cơ thể mệt mỏi, thậm chí có những trường hợp ỉa chảy kéo dài hoặc trĩ xa dạ con, xa trực tràng và người yếu đuối, mệt mỏi, da mồ hôi, chân tay rã rời và ăn ngủ kém. Trong quá trình điều trị chúng ta cũng lưu ý là cũng trong các trường hợp hoa mắt, chóng mặt thì chúng ta phải đề phòng với các trường hợp là có huyết áp cao và các triệu chứng gây chóng mặt khác trong các bệnh của mạch máu não hoặc là các bệnh cấp cứu khác thì chúng ta cũng cần đến cơ sở y tế khám để chỉ định điều trị cho phù hợp. Trong sinh hoạt nói chung để dùng cho các bệnh nhân có cơ thể suy nhược, hoa mắt, chóng mặt nhiều thì chúng ta một cái nguyên tắc chung là chúng ta phải tránh các cái xúc động và tránh những cái lao động quá căng thẳng, mệt mỏi, gây cơ thể coi như là chúng ta sẽ có những cái tác động không tốt. Vấn đề thứ hai là về chế độ ăn uống thì tất nhiên đối với người bệnh thì chúng ta cần đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là rau, hoa, quả thì có tác dụng tốt cho vấn đề nâng cao sức khỏe. Thưa
thưa quý vị và các bạn, nghề điều dưỡng khi xưa thường mặc định là nghề dành cho nữ giới. Tuy nhiên hiện nay, tại các cơ sở y tế, chúng ta không khó bắt gặp hình ảnh những điều dưỡng viên là nam giới. Hình ảnh đẹp của các nam điều dưỡng đã góp phần làm đẹp hình ảnh người cán bộ y tế giàu y đức. Từ tò mò, rồi trở thành niềm yêu thích, say mê. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, ước mơ trở thành điều dưỡng viên của anh Doãn Đình Khanh đã thành hiện thực. Hiện anh đang đảm nhiệm công việc điều dưỡng trưởng của khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. 14 năm gắn bó với nghề, anh Khanh xác định điều dưỡng viên phải là cầu nối giữa bác sĩ với người bệnh và người thân bệnh nhân. Không những phải nắm vững chuyên môn, xử lý nhanh các tình huống cấp cứu, mà còn rất cần sự tỉ mỉ, gần gũi, thăm hỏi, động viên để người bệnh bớt đau đớn. Đặc thù của khoa ngoại thần kinh hết sức đặc biệt, người bệnh vào khoa là những trường hợp nguy kịch, bị thương tích do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, để lại nhiều di chứng nặng nề. Tưởng chừng, môi trường làm việc này chỉ dành cho các nữ điều dưỡng, bởi những đòi hỏi cao về sự tỉ mỉ, khéo léo, ân cần. Vậy mà anh Khanh lại hoàn thành công việc này hết sức tự nhiên, và cũng chính nghề điều dưỡng đã rèn luyện thêm cho anh nhiều đức tính đáng quý. Điều dưỡng cũng là một nghề, đó là nghề chăm sóc bệnh nhân. Do đó là anh em yêu nghề, tôn trọng nghề. Nếu mà anh em nam giới làm điều dưỡng này, anh em sẽ được có cái tính chỉn chu hơn trong công việc và chu toàn hơn cho gia đình. Đó điều mình nhìn nhận thấy về công việc hàng ngày của anh điều dưỡng là chăm sóc bệnh nhân từ lúc vào đến lúc ra là đều anh em điều dưỡng là tiếp xúc đầu tiên. Ra mọi cái tâm lý tiếp xúc, giao tiếp, tâm lý người nhà bệnh nhân anh em đều tìm hiểu, hiểu biết, nắm vững. 17 năm gắn bó với công việc điều dưỡng tại khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, anh Trần Văn Tuấn luôn được các bệnh nhân, đồng nghiệp yêu mến vì sự nhiệt tình, thân thiện, tác phong nhanh nhẹn, hết lòng vì người bệnh. Với anh, điều dưỡng là nghề làm dâu trăm họ, nên dù là nam hay nữ, khi đã theo đuổi nghề này thì rất cần sự nhẫn nại, lắng nghe, thấu hiểu bệnh nhân. Người có đôi tay kỳ diệu là lời nhiều bệnh nhân chia sẻ khi được hỏi về điều dưỡng Tuấn. Điều dưỡng Tuấn rất là chăm chỉ mà nói chung làm tốt, mà nhẹ nhàng, thân mật, thoải an. Tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, gian phòng cách ly này là nơi điều trị chăm sóc đặc biệt dành cho những bệnh nhân tí hon. Do chào đời sớm, có bé chỉ nặng 800-900 gram. Các em thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như ngạt, suy hô hấp do phổi chưa trưởng thành, suy tim, nhiễm trùng, viêm ruột hoại tử. Chăm sóc các bé tại đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo, chính xác đến mức tối đa, không phải điều dưỡng nào cũng đáp ứng được. Và ngạc nhiên khi công việc này lại được giao cho một điều dưỡng nam. Anh Phạm Tiến Duy, người đã có 6 năm gắn bó với lĩnh vực nhi khoa, bằng lòng yêu nghề, yêu trẻ, anh đã tạo được sự tin tưởng của bệnh nhân và gia đình, xóa bỏ quan niệm sai lầm, điều dưỡng là nghề chỉ dành riêng cho nữ giới. Nếu mà người điều dưỡng nữ thì có những cái ưu điểm như nhẹ nhàng, cần cù chịu khó, thì bù lại điều dưỡng nam mình sẽ có những cái ưu điểm là nhanh nhẹn cũng như là sức khỏe tốt hơn. Ví dụ như trong những cái trường hợp cấp cứu thì điều dưỡng nam thể hiện cái sự nhanh nhẹn cũng như là đưa đón người bệnh đi thì rất là tốt. Sức khỏe thì anh trực được tốt hơn và tâm lý tốt hơn ở chỗ là trong cấp cứu bệnh nhân em rất tích cực, vững vàng hơn. Và cũng có thể đôi lúc mà xảy ra cái sự vụ trong đêm trực thì có anh em nam giới thì thường mọi vấn đề nó có vẻ ổn hơn một chút cho nữ giới. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên hiện có hơn 40 điều dưỡng, chỉ có 6 điều dưỡng là nam giới. Tuy nhiên các điều dưỡng nam ở đây đều được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, sự tận tụy, chu đáo với bệnh nhân, không thua kém các đồng nghiệp nữ. Các anh đã chiếm trọn sự tin tưởng của các bệnh nhân. Công việc của bệnh viện nếu mà tuyển được điều dưỡng nam vào làm việc thì rất là tốt ạ. Vì là nam là rất là năng động, nhiệt tình, khỏe mạnh và nhất lại là các công việc trực đêm người ta cái độ mệt mỏi nó giảm hơn so với nữ giới. Nhiều những kỹ thuật khó nam người ta cũng làm được. Ngoài những kiến thức về y tế sức khỏe, nghề điều dưỡng còn đòi hỏi sự khéo léo, tâm lý, ân cần và khả năng cảm thông, sự kiên nhẫn cao, những điều thường được xem là bản năng của nữ giới. Thế nhưng chính tình yêu với ngành y và lòng yêu thương người bệnh đã giúp cho những nam nhân viên điều dưỡng này hoàn thành tốt công việc của mình, góp thêm những hình ảnh đẹp về người lương y như tử mẫu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.